cây mộc nhĩ và 17 tác dụng tốt trong y và ẩm thực học. Mộc nhĩ là loại thực phẩm quen thuộc trong nhiều bữa ăn của gia đình Việt. Mộc nhĩ còn là một vị thuốc quý có nhiều tác dụng như chữa huyết áp cao, trị ho, chữa chứng táo bón, suy nhược cơ thể, đau răng, chống bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não. Bài viết sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mộc nhĩ phù hợp để phát huy tối đa công dụng của loại thực phẩm phổ thông này. Cây mộc nhĩ là gì? Mộc nhĩ có tên khoa học là Eriulica Eriulica Andrew, thuộc họ mộc nhĩ. Mộc nhĩ có nhiều tên gọi khác nhau như nam tai mèo, nấm mèo, hắc mộc nhĩ, mộc nhu, mộc tung, mộc nga, nhĩ tử, vân nhĩ. Đặc điểm của mộc nhĩ: thể quả chất keo, thời kỳ đầu có hình trán dần thành cái tai hoặc hình chiếc lá, nhẵn và phủ lông nâu. Mặt còn lại phủ lớp phấn trắng do bào tử phóng ra khi trưởng thành. Phân bố, thu hái và chế biến mộc nhĩ. Mộc nhĩ thường mọc hoang trên gỗ mục hoặc thân của các loài cây. Ngày nay người ta trồng nấm trên gỗ cây mít, cây sắn để thu được năng suất cao hơn và đảm bảo chất lượng hơn. Ở nước ta, những vùng ôn đới và cận nhiệt đới như Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi, loài cây này được trồng khá phổ biến. Thành phần hóa học của mộc nhĩ. Theo thống kê giá trị dinh dưỡng có trong 100g nấm mộc nhĩ, gồm có 293g kilocalo, chất béo, lipid, protein, đường lucid, sắt, canxi, phosphor và 0,03g carotene. Như vậy, có thể thấy thành phần dinh dưỡng trong mộc nhĩ rất đa dạng. Đây chính là lý do mộc nhĩ có nhiều tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể và điều trị bệnh. Công dụng dược lý của mộc nhĩ. Căn cứ vào thành phần hóa học trong nấm mộc nhĩ thì loại cây này có tác dụng dược lý như chống ung bú, chống viêm, giảm mỡ máu, hạ lượng đường trong máu, chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch, chống đông máu. Mộc nhĩ có tính bình, vị ngọt, chủ trị đái ra máu, băng huyết và mất máu. Tác dụng của mộc nhĩ: chống nghẽn mạch, giảm mỡ máu. Cách làm: 50g thịt bà nạc, 10g mộc nhĩ, 3 lát gừng, 5 quả táo tàu đen với khoảng 800ml nước. Sắc đến khi còn khoảng 1/4, nêm thêm ít muối, ai một lần, ăn liên tục trong một tháng sẽ giúp giảm mỡ máu đối với người có mỡ máu cao. Hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não, chống đông máu. Lấy 100g nấm huyết, 100g mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch, xé nhỏ, 50g dưa chuột thái lát, nắm chần với nước sôi, dội với nước lạnh để táo nước, rưới lên dầu ăn. Nêm gia vị vừa ăn, ngày ăn một lần. Điều trị bệnh mạch vành và huyết áp cao. 10g ngân nhĩ, 10g mộc nhĩ ninh cho nhừ, rồi thêm đường phèn vào, ăn trước khi đi ngủ mỗi ngày. Chữa đại tiện, tiểu tiện ra máu. Sau tồn tính 50g nấm mộc nhĩ tán nhuyễn rồi uống ngày 2 lần. Trị ho, ho có đờm. Nấu 15g đường với 20g mộc nhĩ nứa nước, uống thay nước trong ngày. Chữa táo bón, lấy 30g hải sâm, 200g lòng gà lợn, 30g mộc nhĩ, lòng rửa sạch, cắt khúc nhỏ vừa ăn, nấu chung với hải sâm và nấm mộc nhĩ, nêm gia vị vừa dùng, ăn trong ngày sẽ giảm triệu chứng táo bón. Trị chứng rong kinh. Mộc nhĩ 30g, làm sạch, xào lửa nhỏ, rồi thêm 300ml nước với đường, cát, nấu chín rồi ăn, sẽ giảm triệu chứng rong kinh đáng kể. Chữa đau răng và hôi miệng. Sắc mộc nhĩ với lá kinh giới, lấy nước để ngậm mỗi tối và súc miệng buổi sáng, sẽ giảm đau hiệu quả. Chữa xuất huyết. Nấu chè với hỗn hợp gồm 30g hồng khô và 6g mộc nhĩ, ăn ngày 2 lần. Món này vừa ngon vừa hiệu quả trong điều trị xuất huyết. Trị xơ cứng mạch động vạch, chảy máu võng mạc. Ngâm 30g mộc nhĩ trong nước cho nở ra, rửa sạch để ráo,
rồi hấp với đường phèn trong khoảng 2 tiếng, ăn mỗi ngày trước khi đi ngủ. Trị bệnh lỵ mãn tính, lấy 30 gram mộc nhĩ đen sao khô với 8 gram lọc xác xương, tán bột rồi trộn đều với nhau. Ngay sau uống 100 gram với nước ấm chia làm 2 lần. Chữa bệnh trĩ, dùng mộc nhĩ đen sao khô tán thành bột, ngày uống 9 gram với nước ấm chia làm 3 lần sẽ có tác dụng trị bệnh trĩ. Bệnh trĩ phát hiện càng sớm, chữa càng sớm, càng nhanh khỏi. Chống oxy hóa, chiết xuất từ nấm này có tính chống oxy hóa mạnh, giúp bồi dưỡng cơ thể, duy trì tuổi thanh xuân và làm đẹp da nếu sử dụng thường xuyên. Cân bằng lượng cholesterol trong máu, khoa học đã chứng minh là chất polysaccharide đã có trong nấm này có khả năng hạ thấp lượng cholesterol trong máu, tăng cường mức độ HDL trong máu, rất tốt cho người bị bệnh tim mạch. Hỗ trợ giảm cân. Mộc nhĩ chính là thực phẩm hỗ trợ giảm cân tuyệt vời, tốt cho người thừa cân, béo phì nhờ hoạt chất cân bằng cholesterol trong máu. Chống viêm. Mộc nhĩ có chứa polysaccharide, có hoạt tính kháng viêm, giúp giảm nhẹ tình trạng viêm mạc. Nấm mộc nhĩ giúp xương khỏe chắc, hàm lượng rutin, canxi, photpho, sắt cùng với các vitamin có trong nấm tốt cho xương, giúp xương chắc khỏe. Những bệnh nhân có bệnh về xương thường được khuyên sử dụng nấm mộc nhĩ trong bữa ăn hàng ngày. Những lưu ý khi dùng mộc nhĩ. Những đối tượng sau không nên ăn mộc nhĩ. Thứ nhất là phụ nữ có thai. Tuy có tác dụng bổ tỳ nhưng cũng có tác dụng hoạt huyết, tiêu ứ nên thai nhi sẽ không sinh trưởng và phát triển ổn định nếu người mẹ thường xuyên dùng mộc nhĩ. Người tiêu hóa kém, mộc nhĩ có tính hàn, bổ âm nên những người nhiễm hàn đầy bụng, ăn loại nấm này có thể gây tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Người bị dị ứng với một số nấm. Những người có cơ địa dị ứng với nấm thì nên cẩn trọng khi sử dụng vì mộc nhĩ cũng là một loại nấm. Những lưu ý trong chế biến mộc nhĩ. Không ngâm mộc nhĩ quá lâu trong nước. Ngâm quá lâu sẽ khiến nấm mộc nhĩ biến chất, có thể gây độc do chất đạm bị thủy phân như khi ngâm thịt, cá quá lâu trong nước. Vì vậy, chỉ nên ngâm trong nước lạnh khoảng 20 phút khi sử dụng. Không ngâm mộc nhĩ trong nước nóng. Đây là cách làm thường thấy ở các chị em khi nội trợ nhằm giúp mộc nhĩ nở ra nhanh chóng. Tuy nhiên, việc làm này tiếp tay cho chất độc morpholine có trong nấm có cơ hội phát triển, do đó cần ngâm trong nước lạnh để hòa tan chất độc này, đồng thời giúp cho vị mộc nhĩ tươi ngon hơn khi nấu. Không ăn mộc nhĩ tươi. Mộc nhĩ tươi còn chứa chất morpholine rất nhạy cảm với ánh sáng. Nếu ăn mộc nhĩ tươi và tiếp xúc với ánh sáng có thể gây ngứa, phù nề, thậm chí hoại tử da. Trên đây là toàn bộ thông tin chia sẻ về nấm mộc nhĩ. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Xin cảm ơn và chúc bạn nhiều sức khỏe. Và mình xin giới thiệu thêm về công dụng của nấm mộc nhĩ cũng như là nấm tai mèo nha các bạn. Nấm mộc nhĩ hay nấm mèo giống như loại thuốc bổ nhẹ nên được sử dụng cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ hoặc làm thực phẩm chức năng. Các trường hợp bệnh nghiêm trọng cần kết hợp với các loại thuốc khác. Nấm mèo chỉ để hỗ trợ điều trị. Loại nấm này khá khó tiêu hóa, có tác dụng làm trơn ruột, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Những người dị ứng với mộc nhĩ và các loại nấm nói chung đều hạn chế khi dùng. Nấm mèo và táo đỏ nấu canh ăn giúp kiện tỳ, trị tàn nhang, tăng cường cơ bắp, dùng để chữa đốm tàn nhang và gầy gò. Nguyên liệu gồm 10 gram nấm mèo, 10 trái táo đỏ. Cách làm: bạn rửa sạch nấm mèo bằng nước lạnh, táo đỏ gọt bỏ hạt, thêm lượng nước vừa đủ vào nồi, cho nấm và táo đỏ vào, hầm 30 phút, rồi dùng như một món canh.
Nhìn chung, nấm mèo chủ yếu chứa protein, chất béo, lecithin, vitamin, canxi, phosphor và các thành phần vô cơ khác. Loại này có công dụng chống đông máu, chống huyết khối, tăng cường chức năng miễn dịch, điều tiết mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, làm giảm lượng đường trong máu, chậm lão hóa, chống loét và chống nấm. Nấm mèo làm thức ăn có vị ngọt nhẹ, tùy theo sở thích mỗi người có thể thêm gia vị để tạo ra các món ngon khác nhau. Khi dùng làm thuốc, nấm mèo là loại thuốc bổ quý hiếm, dược tính phát huy chậm nên có thể sử dụng kiên trì trong một thời gian dài. Mộc nhĩ còn không những chỉ có tác dụng nâng cao sức miễn dịch, nó còn có nhiều chất xơ và chất keo thực vật để thu hút chất độc hại, mà có thể có cả một số hoạt chất chưa xác định có thể tạo ra những phản ứng hóa học làm cho bào mòn những dị vật hoặc những viên sỏi kết tụ trong cơ thể. Vì chính những khả năng này, người ta khuyên những người mắc bệnh sỏi thận, sỏi mật hoặc sỏi bàng quang nên dùng nhiều mộc nhĩ đen. Cũng vậy, các bác sĩ chuyên về vệ sinh môi trường cũng khuyên những công nhân làm việc trong môi trường độc hại, nhiều khói bụi như công trường xây dựng, mỏ than, nhà máy xi măng nên có mộc nhĩ đen trong